Chào tất cả các bạn nha. Ngày hôm nay mình lại gặp nhau trên kênh của mẹ mình Tập Lục. Hôm nay mình sẽ trao đổi với các bạn tí xíu về cái lấn cấn của chúng ta khi mà chọn lựa cái chất tẩy rửa liên quan tới cái giặt ủi á. Thì ở đây mình nói là xà bông với nước giặt đó các bạn. Thì mọi người hay có lấn cấn là không biết là nên sử dụng xà bông hay nên sử dụng nước giặt, cái nào hiệu quả hơn cái nào, rồi vân vân. Thì mình chia sẻ cái kinh nghiệm cá nhân cho các bạn chút xíu. Mình có trao đổi như thế này, luôn luôn tất cả những cái clip nào mình chia sẻ ở trên cái kênh của mình thì đều là những cái kinh nghiệm rất là cá nhân của mình. Nó có thể đúng với mình hoàn toàn, nhưng mà đối với bạn có thể là các bạn cũng nên chọn lọc. Vì cái kinh nghiệm mà mỗi người sẽ có một cái kinh nghiệm riêng, và mỗi chúng ta đều có những cái gia giảm riêng trong quá trình chúng ta thực hành cái công việc giặt giũ. Thì nếu có cái gì hay thì cứ comment bên dưới chia sẻ lại với mình. Mình sẽ học hỏi từ các bạn rất là nhiều để mình bổ sung thêm cái kiến thức của mình, giống như các bạn đã dành thời gian quý báu để xem clip của mình nhé. Nói về lý thuyết thì mấy năm gần đây chúng ta có thêm cái chọn lựa mới là cái nước giặt sau xà bông bột. Thì có thời gian chúng ta thấy trên thị trường Việt Nam đó có xuất hiện cái kem giặt, các bạn có nhớ không, mình hay gọi là xà bông kem á. Nó đặt ở trong một cái hũ giống như cái lon sữa Rigo vậy đó. Đó, mở nắp ra rồi lấy tay quẹt hay lấy cái muỗng múc, nó sánh, nó đặc, nó dẻo nhưng mà nó không có đặc cứng. Thì đó là xà bông kem, mình hay gọi là vậy đó. Rồi sau này mới tới nước giặt. Thì bây giờ mình nói trước về cái cách sử dụng đi ha. Rồi, giữa cái xà bông, nói chung nha, xà bông xà phòng mình gọi chung là xà bông, giữa cái xà bông và cái nước giặt thì cái sử dụng thuận lợi á, thì nó cũng có những cái thuận lợi riêng biệt. Nếu như chẳng hạn như chúng ta giặt tay ở trong thao thì cái nào nó cũng dễ sử dụng hết. Bột giặt thì lấy cái muỗng múc, rồi nước giặt thì đâm rót vô cái chung rồi chúng ta đổ vào trong cái thao. Còn đối về máy giặt á, thì đối với máy giặt á, thì rõ ràng ở góc độ nào đó thì cái nước giặt á, chúng ta dễ sử dụng hơn. Nó dễ sử dụng hơn có nghĩa là chúng ta dễ chiết rót vô trong cái ô hay cái ngăn chứa đựng cái nước giặt, đúng không các bạn, cho nó chất lỏng mà mình dễ điều tiết hơn. Còn bột giặt thì chúng ta khó đổ vô trong cái hộc chứa cái bột giặt ha, nó cũng có thể rớt rơi ra bên ngoài. Tuy nhiên đối với mình á, thì mình lại có một cái nhận định như thế này. Cái nước giặt á, chúng ta rót vô, đối với mình thì bột giặt mình thấy nó lại thuận tiện hơn. Dĩ nhiên khi chúng ta chiết rót vô thì cũng lưu ý chút xíu, nhưng đối với mình bột giặt khi các bạn đổ vô một cái muỗng vô trong cái hộc chứa đó thì là nó xuống hết hoàn toàn, nó không dính tại cái nắp. Nhưng đối với cái nước giặt á thì chúng ta rót vô trong cái hộc chứa nước giặt á thì nó lại dính lại cái nắp, đúng không các bạn, nó dính lại cái nắp. Rồi đối với những cái hãng sản xuất á, cái bình á, thì cái nắp chúng ta khi đổ vô á thì nó lại nằm vô trong cái lòng bình. Nhưng có nhiều cái hãng họ lại sản xuất cái nắp á, nó lại bọc ở bên ngoài của cái bình. Thì khi chúng ta chiết rót vô, chúng ta phải đợi nó rõ xuống hết rồi xong chúng ta mới đậy nắp. Nhưng làm gì làm, nó vẫn còn dính một miếng ở trên cái nắp đó. Và khi chúng ta vặn vô cái bình á, nó lại có cái ngấn xung quanh của cái bình ở bên ngoài, nó chảy cái nước giặt xuống. Cái đó thực chất là một lần thì không sao, nhưng mà nhiều lần các bạn sẽ thấy cái bình nó không có sạch sẽ và nó cũng rất là bầy hầy. Đó là cá nhân của mình. Còn về cái tính kinh tế, bây giờ mình nói trước kinh tế. Về cái tính kinh tế á, thì thực sự ra mà nói á, là nước giặt sẽ mắc tiền hơn cái bột giặt khoảng 10-20% so với cái giá trị cùng cái định lượng, cùng cái trọng lượng nha các bạn. Chẳng hạn như một ký bột giặt rồi với một ký nước giặt ha, đại thể nó như vậy. Thì dĩ nhiên cái công nghệ mới thì cái cách làm nó cũng khác đi và cái giá thành nó cũng sẽ khác đi, cái điều đó là đương nhiên. Cái mức độ chênh lệch về giá thì thực sự mà nói ra thì cũng không có đáng để chúng ta phải quan tâm, tại nó không có chênh lệch với nhau nhiều.
và thậm chí chẳng hạn như đối với cái tiệm giặt ủi của mình đi, mình mua số lượng nhiều để mình sử dụng á, thì nhiều khi mình là thành viên bạch kim của một cái thương hiệu nào đó hay một cái siêu thị nào đó rồi, thì chắc chắn mình sẽ được giảm giá rất là nhiều. Mình có thể mình mua rẻ bằng bỏ mối ở bên ngoài luôn. Thì thôi, cái việc đó là cơ hội ai thì người đó hưởng. Tiếp theo nữa là cái tính hiệu quả. Đây là cái vấn đề quan trọng nhất mà thực sự mà nói là rất là nhiều cái luồng ý kiến đồng thuận cũng có, rồi không đồng thuận với nhau cũng có. Thậm chí là mình thấy có nhiều người cự cãi với nhau về cái chuyện mà cái này sạch hơn cái kia sạch hơn cái nọ. Thực chất các bạn nên hiểu cái vấn đề là giặt quần áo để mà sạch á, mình đã nói rất là nhiều trên những cái clip khác dài rồi. Cái chuyện mà quần áo chúng ta giặt sạch hay không, nó có rất là nhiều yếu tố, rất là nhiều lý do. Đầu tiên là quần áo dơ sạch cỡ nào, cách thức chúng ta giặt ra sao, tức là chúng ta chọn cái chương trình như thế nào đó, thời gian giặt dài hay ngắn, đúng không? Rồi máy giặt có sạch hay không nữa, nó cũng tham gia vô quá trình làm sạch quần áo các bạn, đúng không? Rồi xong mới tới cái chuyện là chúng ta chọn xà bông nước giặt nào để cho chúng ta giặt cái mẻ quần áo đó, thì nó có 3-4 cái yếu tố nó cộng vô, cuối cùng nó mới ra được cái mẻ quần áo là chúng ta sạch như thế nào. Dĩ nhiên là sạch theo cái ý, theo cái ánh mắt nhìn của mình, và sạch theo cái độ dơ thực tế của cái quần áo đó. Cái quần áo mà nó dơ khủng hoảng luôn, đi công trường, công trình, xăng dầu, cơ khí mà các bạn kêu giặt xong mà nó sạch giống như cái đồ mặc bình thường ở nhà, giống như áo mình đang mặc, điều đó mơ đi các bạn, không có. Thành ra mình đánh giá người này giặt đồ sạch, người kia giặt không sạch, đôi khi nó rất là võ đoán, và nó gây những cái phản biện không đáng có. Đối với mình á, nếu mà hỏi mình là nước giặt với xà bông giặt cái nào sạch hơn cái nào và cái nào xài ok hơn á, thì mình nói tùy duyên, tức là quần áo sạch dơ, tùy cơ ứng biến có nghĩa là đồ đó tôi thấy tôi sử dụng cái đó được, chứ sử dụng cái này tôi thấy không được, tức là xà bông với nước giặt đó. Thực chất ra, căn cơ ra để mà nói á, thì nước giặt nha, cái này là mình cũng đã có cái thông tin rồi thì mình mới chia sẻ với các bạn, và mình thấy cái điều đó đúng, tại vì mình có làm thực tế và mình làm rất là nhiều. Dĩ nhiên là tiệm giặt ủi thì sẽ giặt đồ nhiều hơn tất cả các bạn nào mà không phải là tiệm giặt ủi. Thì mình thấy á, cái xà bông bột á, giặt đồ sạch hơn cái nước giặt. Vì sao? Nó cũng phải có lý do của nó. Cái lý do chủ quan là từ trong bột giặt. Ở trong cái bột giặt á, nó có những cái hạt, các bạn thấy không, màu xanh, màu đỏ, rồi những cái hạt đi kèm, hoặc là đôi khi cũng chẳng có nữa, phải không? Sau này mới phát sinh ra cái đó. Thì trong cái bột giặt nó có những cái hạt tẩy, nó có những cái hạt tẩy rửa. Cái tỷ lệ những cái chất tẩy rửa nhiều hơn ở trong nước giặt. Ở trong nước giặt thì cái tỷ lệ cho nó ít lại. Cho nên đối với mình nha, mình nhận định đối với mình là xà bông bột giặt quần áo sạch hơn nước giặt. Nếu như cùng một cái quần áo đó và cùng cái mức độ dơ như nhau, cùng cái trọng lượng quần áo chúng ta giặt, thành ra chúng ta phải biết được là quần áo chúng ta giặt dơ sạch cỡ nào để chúng ta áp dụng. Và đối với mình ở đây, mình không phải lúc nào mình cũng xài bột giặt, mà không phải lúc nào mình cũng xài nước giặt. Mình nhìn cái quần áo đó dơ sạch tới đâu, hình thức nó như thế nào, thì mình sẽ xài bột giặt hoặc là nước giặt. Giống như mình vừa nói là bột giặt có nhiều cái chất tẩy rửa hơn, tỷ lệ đó, hơn cái nước giặt. Thì đối với những quần áo quá dơ, quần áo lao động, công trường, công trình, chắc chắn mình sẽ sử dụng ngay bột giặt. Nhưng đối với những quần áo chúng ta mặc, chẳng hạn như công nhân viên chức nè, rồi những mấy anh, mấy chị, mấy anh làm văn phòng, đúng không? Hay là đi vô siêu thị hay trung tâm thương mại gì đó, hoạt động ở trong đó, thì đâu có dơ tới mức độ giống như đồ công trình, thì lúc đó mình sẽ sử dụng nước giặt.
thì đối với mình thì mình sẽ gia giảm chẳng hạn như là nước giặt hay là bột giặt như thế nào đó, mình sẽ thay đổi giữa những hai cái đó, thì chúng ta phải nhận biết được cái việc đó. Nhưng để đánh giá thì là xà bông bột giặt sạch hơn cái nước giặt vì nó có chất tẩy. Nhưng điều đó cũng có nghĩa là cái gì nó cũng có mặt trái cũng nó. Đối với những cái đồ, ngoại trừ đồ đi công trình công trường thôi, còn những cái đồ chẳng hạn như là đồ màu á, các bạn lưu ý, nếu chúng ta không thích xài nước giặt mà chúng ta lại thích xài xà bông, mà nói ví dụ như vậy, thì có thể các bạn giảm cái lượng xà bông lại. Thí dụ là 100g cho mẻ đồ giặt đó, bây giờ có đồ màu, đồ xanh, đồ đỏ, đồ đen gì đó, thì chúng ta giảm cái lượng nó lại. Thí dụ chẳng hạn như 100 thì chúng ta xài 60 hoặc 70 hoặc là 50 cũng được, để chúng ta đừng có bị ngập ngụa xà bông nhiều quá, nó cũng làm bạc màu quần áo. Tại vì xà bông, trong xà bông bột nó có chất tẩy rửa, còn bên nước giặt thì cái chất tẩy rửa nó không nhiều bằng xà bông. Đó là về cái hiệu quả chúng ta sử dụng. Còn thì từ cái hiệu quả đó và từ cái bài toán kinh tế hồi nãy mình nói, nước giặt cao tiền hơn xà bông gì gì đó, thì rõ ràng chúng ta sẽ phải biết cân chỉnh và định lượng lại giữa về cái giá trị kinh tế cũng như là cái hiệu quả trong cái vấn đề giặt giũ. Đó, không có anh chàng nào hơn anh chàng nào 100% hết. Anh hơn về giá nhưng mà anh lại thua về cái hiệu quả giặt tẩy. Thành ra quan trọng cuối cùng là chúng ta là người sử dụng, chúng ta phải biết là định lượng, hoặc là chúng ta sẽ biết cân chỉnh giữa cái yếu tố như thế nào. Thực chất ra nói thẳng luôn, ở nhà có thể các bạn không có gặp nhiều loại vải sợi, không gặp nhiều loại quần áo bằng ở tiệm giặt ủi của mình. Cái này chắc chắn. Và không những nhiều loại mà còn nhiều kiểu nữa, rồi đủ thứ chất lượng ở trên đời, thượng vàng hạ cám mình gặp hết. Chứ các bạn nhiều khi có hay chăng đi nữa cũng một hai cái thôi, đúng không? Thì chẳng hạn như đối với len hay với nỉ thì ngày nay nó có thêm cái nước giặt dành cho len, dành cho nỉ, đúng không? Hoặc là thun, rồi hoặc là nó có cái dạng len mà len cashmere đó. Các bạn có thể các bạn chưa gặp cái dạng len cashmere này. Cái len này nó được dệt từ cái lông thú thật luôn đó các bạn. Lông trừ, lông cừu thật đó, chứ không phải là không đâu, chứ không phải là sợi tổng hợp. Nó lại có cái bột, cái nước giặt cho cái loại len này nữa. Bạn chưa thấy đúng không? Mình nghe, mình nói các bạn có thể nhiều người nghe tên lạ. Đôi khi thực chất ra là ở đây mình cũng chẳng, đôi khi có nhiều thứ mình không cần xài xà bông bột, mình cũng chẳng buồn xài tới nước giặt luôn. Xin lỗi các bạn, mình xài tới dầu gội đầu, mình xài tới sữa tắm em bé. Và cái trong những cái chất tẩy rửa mà có thể giặt được quần áo, các bạn biết thứ nào an toàn nhất không? An toàn nhất có nghĩa là không phải là an toàn 100%. Đã nói đụng tới chất tẩy rửa thì là có công nghệ, có công nghiệp ở trong đó rồi, có hóa chất rồi. Nhưng mà cái hóa chất nó dạng là thân thiện với môi trường, thân thiện với con người, thân thiện với sức khỏe, và họ cân chỉnh cái nồng độ hay cái tỷ lệ nó an toàn. Các bạn biết thứ nào không? Mà đôi khi mình phải sử dụng tới thứ đó để bảo vệ cho cái áo hay cái quần của mấy bạn. Và đặc biệt là đối với những cái quần áo mà nó không quá dơ để phải xài tới cái xà bông bột với cái nước giặt luôn. Các bạn biết đó là gì không? Nước rửa chén. Nước rửa chén và xà bông cục 8 trên 80 phần dầu mà mình đã làm cái clip trước. Cái nước rửa chén các bạn thấy đi, ai mà rửa chén thường ngày các bạn thấy. Mình đang nói là nước rửa chén có chất lượng nha. Mình không kể tên, tức là bạn phải mua đồ có chất lượng chứ không mua cái chuyện mà pha chế bình 5 lít bán đầy đường là mình không đảm bảo nha. Thì các bạn cứ thấy đi, cái nước rửa chén hàng ngày của mấy bạn, trừ những người mà quá mẫn cảm với các chất tẩy rửa, kể cả từ nước rửa chén cho tới xà bông cho tới dầu gội thì mình không nói. Còn đối với những người bình thường thì mình thấy nước rửa chén là an toàn. Các bạn thấy trong cái cơ thể con người mình, cái bàn tay hay là cái da tay nói chung là cái bộ phận nhạy cảm nhất về các mức độ kích ứng da, mà đặc biệt là đối với hóa mỹ phẩm nói chung, hóa mỹ phẩm là chất tẩy rửa. Chúng ta đụng tới cái xà bông hay nước giặt hay nước xả hay gì đó, chúng ta biết chúng ta có thích hợp hay không á. Lần thứ nhất, lần thứ hai bạn sẽ biết liền. Cái da tay nó bạn vẫn bình thường, nó không bong, không tróc, nó không có lở lói gì đó, thì tức là ít nhiều nó có an toàn cho cơ thể của chúng ta một phần nào.
Tại vì cái da tay là cái phần nhạy cảm nhất trên cơ thể mình, nó có tác động hay không những chất tẩy rửa đó vô cơ thể mình là nó thể hiện trên bàn tay. Cho nên đối với những cái loại chẳng hạn như len hay những loại lụa, và thậm chí đó những gấm vóc gì đó, đôi khi mình phải sử dụng tới nước rửa chén hoặc là xà bông trên 80 phần dầu xà bông cục mình đã nói. Tại vì cái đó làm sao, nó có cái nguồn gốc tự nhiên nhiều hơn so với cái xà bông bột hoặc là nước giặt đang bán ở trong thị trường hiện nay. Thành ra một câu trả lời cuối cùng là nước giặt hay xà bông bột, cái nào hơn cái nào, cái nào hơn cái nào thì về giá trị kinh tế, giá tiền thì mình đã nói rồi. Còn anh chàng nào giặt sạch hơn, mình cũng nói xà bông bột giặt sạch hơn, vì nó có cái gì đó. Nhưng cái nào hiệu quả hơn cái nào thì các bạn phải tùy hoàn cảnh mà quyết định là mình sẽ sử dụng cái gì. Đồ dơ thì sẽ cái gì, mà đồ không dơ sử dụng tới cái gì, rồi mà đồ ít dơ nhiều, rồi cái chất liệu vải là cái gì, bạn phải sử dụng tới cái gì, phải loại trừ hết để mình sử dụng cái ok tốt nhất. Ok, một cái kinh nghiệm nhỏ nhỏ từ cá nhân chia sẻ với các bạn. Chúc các bạn thành công.